cũng là kéo, nhưng mà ba cái kéo này nó lạ lắm mấy bạn. Đây là món đầu tiên, kéo cắt trứng cút nha. Nhìn nó trông có vẻ ngớ ngẩn ha. Vậy đó mà mang nó đi cắt quả tàu rứng là không thể nào hợp lý hơn được. Ai đã từng dùng tay đập trứng cút rồi thì sẽ biết, má ơi nó nhầy cả hai cái bàn tay luôn á. Chưa kể đến là còn bị lẫn mấy vỏ trứng vô nè. Còn đến khi dùng cái kéo này, ơi vô tư như này mà làm mấy cái món bánh tráng nướng, bánh trứng cút hết ý luôn. Món tiếp theo nè, đây là kéo xếp gọn nha mấy bạn. Úi rồi, cơ chế của em nó như cái kéo cắt chỉ vậy á. Mà một điều đặc biệt nha là khi gập gọn lại nó còn có ngón tay cái của tôi à, tha hồ mà bỏ vô túi mang ra đường. Kéo này cắt cũng ok la lắm mấy bạn. Ngoài cắt giấy, bạn cũng có thể mang theo để cắt nhiều món khác, cũng hữu dụng lắm. Và đây là món cuối cùng, kéo tách hạt nha mấy bạn. Ở đây nó có ba mức khác nhau luôn nè, để tách từ hạt lớn tới hạt nhỏ. Hạt hướng dương nè, hạt bí nè, hạt dưa nè, tách cực dễ dàng luôn nha. Có cái kéo này rồi thì khỏi cần phải ngồi cắn như trước đó, vừa giơ tay mà hạt còn hay bị bể nữa. Wow, sợi tuyệt vời. Muốn mua thì biết tìm ở đâu rồi nha. Foxy, review tata.